Trời ơi, mình đi ra đây, mình theo chân tùm lum người đang đánh tennis. Trời ơi, chị My đem cái đồ nghề đánh cầu lông ra. Ủa cái này gì My? Ủa lưới để đánh cầu lông á hả? Không sao, má đi vòng vòng nó được mà. Rồi xong. Rồi đi ai về đồ nghề đấy hả vậy á hả? Ồ lông nè. Vậy đi má ai đánh mày? Ủa này gì ta? Không, cái đó cái quấn băng á. Băng quấn vợt á. Rồi thôi đánh không? Thì mi với Huy đánh trước đi. Thơ học hỏi rồi chút thơ vô chiến đấu. Không biết đánh sao. Ủa cái sân sân ít ngắn vậy hả mi? Rồi cây si với tí anh đánh với lại cậu Phi kìa, bên kia kìa. Trời ơi, mi mặc sọ kìa, giống như dân dân thể thao, dân tennis kìa, ghê chưa. Đánh Huy, đánh Huy. Đẩy gì? Vô. Hả? À? Không thấy đường đánh không? Đây, 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 khá khá. Dạ. Chưa vô nháp, sẽ nháp. Hơi bị gió Huy ơi. Ờ gió là khó lắm, cầu lông. Cái lông cái cầu này nó cái này nó nhẹ lắm. Đánh mạnh lên. Huy nó không mang gầy mà. Mang gầy mới đánh được. Ồ. Wow. Ừ. Mấy cái wow ở này cũng wow. Bên kia la quá vậy. Ủa chừng té. À phải qua cái lưới này không? Không qua lưới là thua ha. Quay ngang dễ đánh hơn hả? Vậy là xích lên kia một tí chứ đây nó ngắn quá nè. Cất cái đó qua cái mi cái đạp lên giờ để vô giữa. Ê. Phi chấp hai luôn. Phi chấp hai người luôn. À.
Ừ. Ừ. Trời ơi, có cái nguyên cái đồ nghề vậy mà không đánh. Để giấu hả? Bữa nào rủ gì My, à, chị Ly thì kia ra đánh. Rủ ông Linh thì kia ra đánh. Nửa tiếng mà đi đánh hả? À, sao hả? Rủ chị Hằng đánh. Ủy nó có dày, đánh khó. Trời ơi, cao dữ. Ô. Đổi tài không? Đổi tài. Đổi cầu thủ. Đổi cầu thủ nha. Rồi Huy quay giùm nha. Mạnh chị ơi, mạnh lên, mạnh chị ơi. Mạnh chị ơi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà nó cái giày nó lấp lóe 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 lóe, mình khó thấy lắm. Chết em. Cái sân này là được nè. Cái vạch này được nè. Thấy không? Ủa. Cái vạch này được nè. Ngon. Ngon lần. Ấy. Có đi. Đánh thấp thấp chung thử cái đánh. Đánh thấp thấp thôi hả? Em đánh lượm mấy thôi, chút cho dao luôn. Thôi, dữ quá. Không, mình đánh hụt vào, đánh bằng mũi cũng được. Trời ơi, nó đập vô trong mặt đừng chứ. Đập như cái banh vậy, nhét vô cái quần giống Huy á. Vẫn còn hay. Đúng rồi. Hả? Vô cái này hoài. Vô cái cạnh ha. Trời ơi, không chị ơi, bánh đi em quay cho.
Sao vậy? Sao nó luôn luôn ra giật cái tay rồi. Giật cái tay rồi. Phải không? Giật sao? Giật sao? Giật cái tay rồi. Đâu không? Từ từ. Đừng có đứng bự các bạn. Từ từ. Thôi quay quay đi. Đâu không? Không quay. Thôi chống hả? Chống hả? Chống rồi chật à. Mà chưa có chật đâu. Không chật rồi đó. Sao vậy? Chật nó cũng lồi lên nè. Xoa xoa xoa. Thôi cầm đi. Nhưng mà ở đây sưng đúng không? Hả? Sưng hả? Hả? Đau hả? Mong đau cái này. Thì bây giờ là đi vô bệnh viện băng lại và cố định là xong. Ha. Chị bỏ tay em coi thế này. Không sao thôi, đừng có bận, đừng bận lại bị gì đó anh. Đừng có xúc gì. Cố định luôn. Để mình lên bệnh viện băng lại. Băng lại. Có cái này băng. Rồi bác sĩ coi chứ mình đừng có nhúc nhích, đừng có cố định luôn thôi ha. Ha, nó có sưng ở đây nè. Không, đâu. Bác thả nó thử coi. Chị thơ bỏ tay thử coi, chị thơ bỏ tay thử. Nó bị mà. Mình nghĩ là chật hoặc là bị. Nó sưng lên á. Không, sưng kia nó lồi lên á. Không, đã sưng mà. Thôi thả tay thử. Không lẽ em thấy có cái gục sưng mà. Thả thử coi. Anh chị, đỡ đỡ để đỡ cái tay. Đỡ cái tay nè. Coi anh chị. Mọi người coi. Coi coi. Không mà kiểu gì cũng phải tới bác sĩ rồi. Chỗ này nè, sưng này. Bị gãy. Gãy đó. Đây bị sưng đây nè. Mày qua đây đứng nè, qua đây. Đứng đứng đứng. Nè, nó là cái chỗ đó đó hả? Chỗ này bị gì? À, mà không sao ha, tại cái tay á, tay trái không ảnh hưởng đến cái cuộc sống công việc nên bình tĩnh, không sao. Băng lại. Nhiều cầu thủ đá banh á. Tay á. Tay cái băng lại đá banh tiếp. Tay trái không sao, tay phải thì vẫn là việc. Không tin nó bị cái chân á. Bây giờ là băng cố định. Cố định một tháng nửa tháng là nó hàn gắn lại liền. Gãy hay là chật gì nó cũng là dễ hết. Bạn thấy. Không sao. Đi dẹp cho. Nước có mang nước không? Em có đem nước mà. Giờ tới đó băng lại giống như băng bột hoặc băng gì đó tùy bác sĩ. Không có gì băng lại hết. Sinh hoạt bình thường. Không, mình cứ cầm vậy thôi. Không. Không đâu. Dạ không đâu. Đau nhức nhức chút chút nhưng mà sợ đó. Rồi sợ đó. Nó phải từ từ đi. Hy vọng là nó. Không bây giờ cố định. Chở tới nhà, đang chở tới nhà. Lấy đồ quấn lại. Quấn lại coi sao cái đã. Nếu mà nó đau nhất thì đi. Quấn lại. Chứ thấy có thể bị gãy. Có cái này nè, mình cuốn cái vải lại cũng nghe đau á, mu nó đau á. Đúng rồi. Chú Huy đi rồi giống mạnh à, chỗ này đúng rồi. Đó. Nãy nó phù cái cục rồi. Đúng rồi, nãy em thấy có cục cái lồ đấy mà. Thôi gãy thấy phù thì đi. Đi bệnh viện luôn, thấy phù rồi. Để trái rồi. Đúng rồi. Thì cũng được rồi, thôi cố định cho thơ. À, tay thì ra cầm được rồi. Nhẹ, bị nhẹ chân một chút má. Tin nó bị cái đầu gối nó nguyên một cục lồi ra luôn á. Hoặc là đi không vô bệnh viện. Nó nhẹ. Không sao. Khỏi sưng á. Dịnh lại chút là nó liền lại liền. Bữa quay chụp ớt. Đừng để coi coi. Chị sưng nhiều đâu, nếu mà nãy thấy nó bỏ vô cái túi làm sao có thơ. Ông Khoa bóc ông kéo chân bây giờ bà Thơ chơi kéo tay. Không, vui. Không xác nhận là cố định lại một tháng là thôi lạnh. Bây giờ mình ở trên xe nó băng lại thôi sao. Chậm nó chụp hình và băng. Bây giờ cố định là hết nha. Mình lấy đá đắp xong rồi đi ở trên khe nó băng lại cái xong. Ok là thôi cố định rồi, cố định là đi thôi. Băng lại mình đi thế không? Chỉnh lại là băng. Hả? Xử lý trong vòng 1 tiếng về nhà. Hiểu không? Uống thuốc. Hả? Uống thuốc giảm đau ân ầm 1 tiếng. Đi y tế hả? 1 tiếng là về nhà. Đúng đầu lắm luôn luôn y tế. Thì thôi đang thắng mà bị té đó. Trời ơi. Đang thắng. Đó, đang thắng mà bị té chứ không thôi là thắng lớn rồi. Bên ở nhà con chật thôi mà. Đúng rồi. Ủa tán ăn ngửa đập cái đầu cũng đất luôn vậy. Trời mà cũng hên là không đập đầu. Hả? Có đập đầu mà nhẹ không? Nhưng mà có cái tay đó, có tay nó đỡ rồi đó. Hả? Cái tay nó đỡ rồi đó. Nó không đâm cái đầu lại mạnh. Đi. Bây giờ về nhà, chở về nhà. Lấy trời trời. Chở đi. Trời. Hy vọng nó không gãy. Chứ không thôi là. Chứ không thôi là chị Thơ thắng lớn rồi vậy. Đem mở cửa vậy. Chứ không thôi là thắng lớn rồi. Đi chung không? Có cái xe ngoài kìa. Chìa khóa đang giữ cho. Rồi.
để đi. Về. Má má vô luôn. Sao? Để chở về nhà trước rồi lấy đá đắp cho Thơ rồi đi. Ừ. Được không? Thì đó. Ok. Rồi rồi. Bà Tám hôm nay chơi quá hết mình luôn hả anh? Bà Tám chơi quá hết mình luôn hả? Thơ đang thắng mà. Ờ. Ủa sao anh đưa dùng dùng quỷ Thơ mà, bỏ dưới cái chân Thơ. Rồi thôi bây giờ chở bà Tám về nhà rồi đi tiếp emergency hàng sao đi. Thì thôi để cái chân vậy thôi. Cái này thì không có nổi mặt đâu. Thôi anh ở đây nha. Ok. Dạ là thường thường là mình mới bị mình đắp đá trước đó. Hồi đó ông tin nó đá banh đó. Cái đầu gối nó đó nó trực một bên nó lòi qua một bên luôn. Thí dụ lòi bên phải đi. Nó lòi bên phải cái nó té một cái nó trở lại bình thường. Nó thấy luôn nó nói vậy. Hy vọng là nó không có sao. À, tại vì nãy lúc mà đưa tay lên là nó lồi một cục luôn á. Ôi ha. Ờ xong tôi ấn nó xuống á. À thằng Chi giờ nó trở lại rồi. Thì ông Tin cũng vậy, nó pop qua một bên xong nó trở lại chỗ cũ. Nó lồi một cục luôn. Hồi nãy nó có pop qua một bên luôn á. Vậy là cái chụp cái khớp tay á. Cái đó là gì á? Là giống như là cái cục xương cái gì á nó chuyển qua chuyển ghê đó. Cái chết mẹ lên trần hai chị em bị gọi là chị lỗ luôn. Ồ, lưng chừng, lưng chừng là bị đầu lưng, đầu lưng má. Trời ơi, chị già rồi mà bị đặt đánh cầu lông. Già. Lần đầu tiên đánh kiểu này chắc lần sau gọi đánh. Thơ, hôm bữa Thơ còn đánh tennis nữa mà má. Ờ. Nhớ không con? Mà cũng may bữa một Phi nó té không sao á. À, tại đó mưa, trơn á. Nó cũng bị trầy á Thơ. Còn cái này nó không mưa nhưng mà nó dích, cái sân nó dích á. Cái đôi giày của mình nó lui á. Mình chạy lui để mình đỡ cái cầu á. Yeah. Cái xong cái nó giật cái chân ăn nó té. Để nó trượt cái chân, trượt cái đôi giày. Không phải nó trượt mà nó dứt. Nó lui á cái nó bật ngửa luôn. Bây giờ anh hai chưa biết hả? Anh hai chưa biết hả? Thì vô không? Vô coi ha. Bật cái đầu, bật cái đầu ra luôn chứ. Vô đi, vô đi. Rồi là tối nay bà Tám hết hát đám cưới luôn. Kiếm cái băng hát cái miệng đâu có bị. Cái miệng nhưng mà đau quá cũng hát sao được. Đau đâu mà đau, hết đau rồi. Vô cho mở cửa cho nó nè. Mày thấy không mày? Nè mày để cái tay ra ngoài cho mày thấy cái này nó lồi lên một cục nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái này chứ gì? Ở dưới cái bàn tay nè đó. Nó lồi một cục thấy không? Cái đó là gì? Sao lồi? Nó lòi một cục mới đầu nó lòi ở trên, tôi ấn xuống giờ nó lòi dưới. Thôi ấn vậy à. Lấy cái đồ quấn đi. Cho nó trở lại bình thường. Tôi chở đi emergency. Giờ mình nên đi urgent care hay là emergency? Chắc urgent thôi. Để đi không. Dạ. Hả? Hello anh ơi. Em muốn đá trường nhưng mà lấy cái gì băng anh hai ơi. Anh hai làm gì? Chắc thằng sân á, ở ngoài sân á. Anh hai đâu rồi? Anh Thơ nó bị gập tay. Ủa sao vậy? Anh Quang vô đi coi nè. Đánh cầu lông quá nhiệt tình luôn. Rồi đang thắng á. Đang thắng mà. Đánh với ai? Thơ với ai? Rồi gì nhìn vậy? Đi. Cái đá trường nó chụp gì vậy? Chụp gì? Cái mặt ổng kìa. Gãi đầu luôn. Gãi đầu luôn. Kìa. Gì vậy? Nó chiếm cái bịch. Anh coi cái tay em nè. Nó lòi luôn rồi, nó lòi cục luôn rồi, thấy không? Đâu? Thấy không? Dưới đây nè. Nó lòi cục luôn, thấy không? Thế bây giờ thơ? Đào chứ. Thôi lấy cái gì tôi quấn đi. Bây giờ tính chở đi nè. Bây giờ hy vọng nó không có bị gãy thôi à. Nếu mà nó gãy là anh phải hầu. Nó bị lòi thôi chứ nó bị gãy. Anh phải hầu, anh phải làm hết luôn. Nhưng mà tay trái mà ăn tay phải hả Thơ? Nãy sao anh Quang đút? Không. Thơ đó anh Quang đút cho nó thuộc tay trái. Thuộc đậu. Thơ nó không biết. Nó thuộc mày chẳng tay trái. Trời trời. Nên Quang phải đút cho nó ăn rồi. À. Rồi chị Hương thứ hai. Ủa bữa, à đúng rồi chị Hương gì rồi bị á. Hương bị gì? Bị đó. Ai bữa anh em rủ anh ra đánh cầu lông anh đánh chi? Không có đánh đâu mà rủ. Anh đánh thì em phải đánh. Anh đang ở đâu á?
Má cười kìa. Mắt cười kìa. Má cặp tay mà má cười má. Thích ta cười cái mắt tiếng này dùm. Nãy gì không có tay cười mắt tiếng à. Đôi đắp vô chắc rồi liền đi sao? Đắp chỗ nào sưng rồi đắp. Má cười nữa. Thở đau tay. Nó bị sưng. Cái gì rồi lại má. Anh Quang làm đi. Đâu phải có cái đồ băng lại với cái quấn gì chứ. Nước nè, nước nè. Cái ghế đó. Chị đi, chị em làm luôn đi. Thấy nó lồi lên không? Thấy nó quẹo quẹo cái tay luôn không? Thi thấy không? Cái tay quẹo quẹo luôn nè, thấy không? Trời ơi. Ủa sao đỏ đỏ hả? Thì tôi bấm á, tôi cầm nãy giờ. Cái đồ ở đâu? Có cái dây thun không? Ở trên nè, ở trên hay là mình đắp ở dưới. Chỗ nào sưng á mình đắp. Chỗ nào là chỗ ở trên nó sưng nè. Thấy chưa? Rồi, đúng rồi, để lên đó đó. Có cái cọc thun không ta? Không còn chi, để đó đi. Để vô nguyên vậy đi. Ở đây em mình zip lại đó, zip lại thôi. Lấy sợi dây còn cột lên chứ. Không không được, phải đồ lấy đồ băng chứ cột. Dây điện đi. Chứ cứ chip nè. Cứ chip nè. Dây điện ra còn tay. Chứ có vậy gì đâu chứ má cười hoài má. Con má sinh mà má lấy má cười hoài. Tại gặp anh Quang. Cái đồ cuộn băng băng không? Anh Quang chọc mắt cười làm gì? Thấy anh Quang. Cái này khuôn gì nè? Khuôn à, thì vậy còn mình có đá đó. Lấy đó theo anh đá. Anh đi ở sừng ké hay là đi mới xí? Chắc mai. Rồi, ok. Thì thôi chở nó đi lên cho lẹ đi khỏi băng. Không, thì mình đếm theo này. Đếm này. Gài lại ra. Thôi nó xì nước. Không, không, ý em lấy cái ship á. Ý em lấy cái ship á. Thì để cái đá này ở dưới chứ sao trên? Chỗ sưng mà. Nó sưng, cái chỗ sưng ở trên. Chỗ sưng ở dưới chứ. Ở trên. Nó ở trên nè, đây nè. Nhấc lên được luôn á. Bây giờ nó băng bó là nó trở lại bình thường. Từ từ nó heal. Tim cũng vậy tới hả? Mày biết sao? Trong thuốc à. Tôi chạy về nhà tôi lấy. Không làm gì không? Hay là đi thẳng luôn. Đi cho người ta làm đi. Ờ, đi thẳng luôn cho người ta làm đi. Khoảng hôm bữa tới cái... nó còn thơ, chụp thơ hình nha thơ. Cái này đó, thơ cầm cái này làm cố định luôn nè. Mà thơ bị nhẹ à, nó không có gãy đâu. Đâu có gãy, gãy thì sao chịu nổi. Gãy thì sao gãy chịu nổi. Là nó là lòi xương này chỉ trực cái chỗ đó thôi. Giống tiên vậy đó, nó cho cái cho uống thuốc giảm đau vậy thôi, tiên cho uống thuốc giảm đau mấy ngày. Rồi nó băng. Không mà nếu mà thơ không đau thôi đừng uống thuốc giảm đau. Uống thuốc giảm đau cho nó mập lù tiếp. Cái gì giảm đau mập? Đi không? Đi rồi nha. Để đem theo cái bóp giùm em đi. Lấy cái bóp, cái ba lô trong phòng á. Đủ với anh thơ đi ta. Vậy không biết bao lâu á. Không, chỉ một tiếng, nửa tiếng. Ừ, đi rồi nhà, đi lấy con keo đi làm cái này là bỏ bóng vô. Ok. Rồi. Má cười hoài à, con má bị đau mà má cười hoài. Hả? Ông Huy hỏi thơ đỡ chưa, giờ phải đi anh. Đi rồi lên xuống. Đi lấy lẹ cho anh điện thoại. Lấy cho nước luôn. Không kịp. Để nước nào. Đây, nước đây. Gì? Anh nói gì? Ok rồi. Rồi em đi với chị My hả? Ok. Ai đi đi? Tôi. Huy hả? Đợi hả? Hả? Đợi chi vậy? Phi về đi. À, Phi muốn đi, rồi. Ok, rồi. Ai này? Mỹ sao? Ừ, Phi đi. Quay. Tôi cũng mong là chị Thơ chống tay nên nó không đến nỗi bị... Phi đang thắng mà sao mà. Rồi, giờ mình đi... Mở cửa ra đi, lên cửa ha. Mở cửa Phi. Rồi, cái em mở cửa chắc. Phi đi chung với Thơ hả? Đụng cái đầu nha. Rồi, an tâm. Phi qua kia ngồi Phi. Có gì thôi, tay ngồi đấy.
có gì chỉ cho không? Phi đang chăm sóc về cái cách chữa trị chấn thương trong thể thao, nên theo kinh nghiệm của Phi nha, chơi thể thao cũng 40 năm rồi đó, ít đâu 40 năm, thì mình thấy là chị Thơ cái phương hướng á là có thể bị chật hoặc gãy nó giống nhau thì sẽ băng lại cố định cái tay trái, và trong vòng khoảng 3 tuần 4 tuần 5 tuần là nó sẽ lành, mình ăn nhiều canxi nó lành vậy thôi. Mà tay trái là cổ tay là rất là nhiều người bị ha, nhiều người bị nó còn đánh banh được nữa mà, nhưng mà nó bị chấn thương nhẹ, còn này mình không đánh banh, mình không làm gì hết thì nó bị trong đó, thì mình băng lại chắc chắn là có thể là nẹp nhựa. Bác sĩ đây chơi nhạc nữa chứ không phải băng bột giống hồi xưa. Nẹp nhựa nhẹ nhàng, cố định. Và chị Thơ sinh hoạt cuộc sống bình thường, với bình thường tại chị Thơ thuận tay phải mà. Vậy thôi, viết lách, quay clip, cập nhật cho fan các kiểu là bình thường. Đó, thì chị Thơ là hiểu, vậy Thơ cũng vui vẻ. Không đến nỗi, mà hồi nãy hơi bị mệt vì gọi là đói á. Nãy nó không, nãy tự nhiên thấy nó mệt. Mình nó ngáp liên tục, nó ngáp mà nó... cơ thể nó phản ứng lại rồi. Đúng rồi, cơ thể nó phản ứng lại về cái, nhưng mà sao vậy? Em nghĩ là chị Thơ chống tay rồi thì chị Thơ sẽ không bị cái đầu, em nghĩ vậy. Cái đúng đầu không? Cũng đập nhẹ, đập nhẹ hả? Cũng đập cái tặng xuống hả? À nhẹ thì em nghĩ là té kiểu đó thì không sao, không có đập cái đùng. Đúng rồi, tại vì cái khoảng cách nó nhẹ đúng. Nó nhẹ thì nó sẽ không chấn thương đầu nhiều, nó chỉ tạo cho Thơ mệt thôi. Thì hy vọng với cái khoảng cách té như vậy thì cái đầu nó không vấn đề giống như là trong xe cộ hay gì đó, không? Rồi. Thì tình hình là có thể là nẹp cố định băng lại, nói chung là băng bột giống hồi xưa. Mà em nghĩ là một tháng và lành là tháo bột. Và cái xương này nó là một đường thẳng thì nó nếu nó gãy thì nó cũng không cần. Nó vụn một cục đằng này nó gãy mà. Gãy mà, ừ, đúng rồi. Trời ơi, em đá banh, trời ơi, đá banh em đá banh 40 năm là biết chứng kiến biết bao nhiêu hả? Em nghĩ là gãy. Em nghĩ là gãy. Cái là nứt, cái là gãy. Dạ. Thì tại vì thật sự là không thể cổ tay mình không thể trật được, tại nó đã trật rồi, cổ tay mà. Cổ tay ai là cũng lắc vậy là. Thì nó chỉ gãy. Vậy thôi. 90% mà gãy. Chống cái dồn cái lực vô. Dạ, đúng rồi. Còn nếu mà chống mà không gãy á thì là bình thường. Vậy thôi, lì là bình thường. Tay rồi tay làm sao gội đầu làm tóc đây trời. Một tay. Chắc đi ra tiệm gội đầu làm tóc quá. Ờ thì sướng. Không ảnh hưởng đến sinh hoạt mình tay phải. Mình... Ờ, không gội đầu người ta còn đâu biết đầu Thơ dơ đâu mà lo. Thôi từ từ thôi. Cố định ha. Cố định gãy rồi ha, cố định. Thì vậy thôi. Cũng vậy thôi à. Ở nhà mình là nẹp lại. Phải nói gãy là gãy xương hay là gãy cái cục bánh chè đó. Gãy xương gần cái đoạn Asuku. Vậy là cái xương vậy nó dòng vô nứt nữa. Đúng rồi, nó đau lắm. Tại em vẫn té nhiều người té chống tay anh Huy nhiều lúc. Trong đời thường mình té chống tay nhiều lắm. Mà không bị hết là không bị, còn chống tay bị vậy là gãy, vậy thôi. Đúng không? Nhiều người té chống tay lắm. Trời ơi, em chống tay nó chày cái bàn tay luôn mà. Đúng không? Đúng rồi. À. Đá banh nha, đá banh mấy thằng nhóc bạn em, tức là hồi xưa mười mấy tuổi, té chống tay nó đâu biết lăn đâu, gãy hoài luôn, vậy không queo cái tay. Thì nó vừa té là cái chân nó này nó dèo qua bên này, nó đứng dậy cái chân lại. Cái đó cái khớp anh, dạ cái khớp là khác. Dạ. Tiên cũng vậy. Giống chị Hương rồi, chị Hương cũng gãy cái này nhưng mà bên tay phải. Chị Hương à đó thì chị Đình Thơ biết rồi đó chị. Đưa hai cái đó cho chị. Thơ coi có phải là thẻ mà. Thẻ y tế của Thơ không? Đúng rồi, Thơ đúng Thơ rồi, anh. Cái đó đó là mấy mấy tháng lành hả? Đúng rồi đó. Chị Thương mấy tháng lành hả? Sao tự nhiên có đem mấy tháng lành? Chị Hương chắc cũng phải 6 tháng. Ủa, băng tay mà 6 tháng hết? Mổ, chị Hương mổ luôn. Mổ, tại chị Hương té như thế nào? Chị Hương cũng té xe đạp á, chống tay á. Chống mạnh hơn. Bị cái cổ tay là bị chỗ nào? Cổ tay luôn. Cổ tay cũng gãy đó. Gần cổ tay đúng không? Gần cổ tay mình gãy. Gần cổ tay là cổ tay. Đi chăng? Ngay cổ tay luôn. Và hy vọng là nó trật. Không, gãy rồi đó chị My, em nghĩ vậy. Còn hy vọng không sao mổ. Sao nói là gãy là đau lắm. Ủa thì nó cũng đâu có chọt chẹo gì đâu, nó đâu có tổn thương mạnh ở trong đó đâu. Nó không có chọt nhiều. Đến nỗi gãy đâu là cái xương đâm ra ngoài luôn mà.
nó sọt nó giống như gãy một cái hình góc 90 độ đó, hiểu không? Cần Thơ vẫn là 180 độ. Nước thôi thì nó cũng nước. Đau chứ, nước cũng đau nha. Nhưng mà nó lòi lên vậy là gãy. Phí cầm camera. Tôi phải đổi Thơ cầm tay Thơ đi. Để tôi đổi cái tay trái lại, mở. Để tôi để cái vai này cho Thơ nương lên. Cái bao ni lông này nó lủng nè, nó chảy nước tầm lum á. Bây giờ chảy nước sang. Còn cái chỗ sân đó là trừ cái chỗ sân nó ra thôi. Trừ chỗ sân nó ra thì có chỗ nào sân nữa không? Ở đằng sau á. Cho nó cái bao mà trong bao nhỏ. Không, em không có cầm được. Không có cái tay. Quay thở. Bỏ cái tay. Tại vì thơ. Bởi vì Jimmy hiểu không? Không? Mình đã bị rồi thì không thể nào mà thử bẻ nó gãy cái xương luôn. Không, tức là lìa cái xương luôn. Nên mình phải giữ cố định. Dạ, chị Thơ chỉ cầm vậy là em biết rồi, nó sưng lên rồi. Mình chỉ quan sát. Bây giờ không có thể nào mình chủ động cái tay này được. Tại vì mình phải cầm cái tay này lên thì được. Còn không nó sụi luôn rồi. Ở đó thì nó gãy mà. Sụi đơ luôn rồi. Thì nó gãy đó chị mới. Nó còn không còn kết nối được nữa. Rồi bạn em đáp anh mới đi, cái tay năm mới. Dậm cái này dính cái chân dính xuống cỏ là cái người đưa đi là cái chân gãy luôn. Gãy ngay cái cổ chân lòi ra. Trời ơi, Thơ là tám tay. Không, này nhẹ sao? 53 gì đó. Thơ 53 mày nhẹ mà. Nhẹ thôi, chị thôi mày không nhẹ. Mà hy vọng không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bả còn sướng hơn mà đi gọi đầu nữa. Vẫn quay tay phải. Bị cái tay khỏi bị cái đầu, thay vì cái đầu nặng đúng hơn. Mà nó rất là đừng lo. Rồi phải để xuống đem đỡ mỏi tay, để xuống dưới đi. Để tôi để cái tay xuống luôn nè. Từ từ đó, thấy chưa đó. Nó gọi là chấn động đó. Tổn thương nhẹ nên Thơ, chị Thơ không có đau dữ dội. Thấy còn thủ đó anh không? Không, là cái chị Thơ mang cái giày này nè. Dạ, cái giày này tại vì khi mà mình bình tâm. Bắt nó lại á, mình drip nó lọt ra cái chân mình phướng. Cố định nha. Nó sợ cũng không đến nỗi. Không có định thì nó đau với Thơ thôi. Hả? Ở dưới nó ngồi cùng không? Đó, gãy nó. Em nhìn thấy rồi. Em nhìn thấy rồi, bởi vậy mới hy vọng không gãy. Nhìn ở đây mới ghê nè. Dạ thì đó, em thấy mà nãy em thấy trên sân nó không chỉnh gì cho chỉnh gì nữa đâu. À, chỉ lắc trời ơi. Thôi vậy. Đứng cố bất động luôn. Lìa luôn. Đó. Nhìn sợ quá, cầm lại liền á. Đúng rồi, chứ chết luôn. Không cầm cũng không được, thì tê tái quá rồi. Đúng không? Phản ứng của mình thì liền xương kiểu này mà hy vọng nha, rất hy vọng không có mỏ. Sẽ nắng lại, chụp hình nắng lại xong rồi băng. Tại vì không đến nỗi với nó phức tạp. Được không? Đó. Chụp hình thấy liền, méo quá rồi. Thấy liền cái cây xương méo nè, méo xẹo à đó. Em gặp nhiều lắm. Tay là dễ gãy nhất, chống gãy, nhưng mà đương nhiên là lúc nhỏ em gặp nhiều, tại vì lúc nhỏ mấy đứa nhỏ đá banh là chống nhiều, chống té là chống gãy phục. Dạ đúng rồi, hồi nhỏ, còn bây giờ dân đá banh vừa té nó không có chống, mà té là bị gì phải không? Bị nhiều luôn á, gãy xương mát bên hai cánh đó, ngay chỗ gần cái cổ, chỗ quan mỏ đó nha, là có cái xương. Ở đó cái xương hai bên cái cây nè, đập cái người xuống là gãy cái đó luôn. Dập cái người xuống. Dạ. Hồi xưa mỏ nhiều âm mà để luôn. Bạn gãy nhiều, gặp luôn. Cũng may là tay trái. Cái xương ngay cổ áo á chị My đó. Đó. Nguyên cái hai cái bò xương mỏ. Phải là sao té đó. Xương đòn chứ, xin lỗi xương bò. Tại sao xương đòn? Té đâu mà. Đập người xuống anh chị. Đập trước á hả? Đúng rồi. Té đập trước, đập ngang nữa. Té ngang. Đúng rồi. Ông á nghiệp dư. Bị vướng lại mà không lăn được. Thay vì lăn chúng cái vai lăn đi cái lưng mà không lăn được, đập cái vai vào cái chỗ đó. Đương nhiên cái mặt mình đưa lên mình không đập rồi. Đập mặt thì nói gì nữa. Nhưng mà nó biết lăn. Nó biết lăn, nó biết té. Em trời ơi. Phi đánh tennis phi bây giờ mình lớn tuổi. Té hoài gì? Giòn lắm. Nhưng mà mình xử lý cố gắng. Mình không có chống tay. Té ghê quá sợ. Rồi lúc đó tại không muốn nói. Alo. Tê tái. Đó lúc đó đi chắc đau á nãy. Rồi. Thì bà Tám hiểu được cái chấn thương nó như vậy, chấn thương như vậy nó cảm giác nó không đau.
mà không có nặng nề tổn thương ở trong chảy máu nhiều á thì là nó sẽ lành như bình thường, và hy vọng là nó bác sĩ không có mổ tại nó không có bị phức tạp rối loạn trong đó, thì hy vọng là sẽ không mổ. Không mổ thì mình cố định lại, nẹp chắc lại, ăn canxi vô liền lại liền vậy thôi. Đương nhiên là Tám sẽ mổ sinh nhật không không ảnh hưởng nha. Đúng rồi, em sẽ search cái bài báo rồi. Micro tay phải. Dạ được, phải trái không ảnh hưởng, mà đương nhiên mình mặc áo không ảnh hưởng, và ngay cả vua phá lưới của Mexico 86 giải vật thế giới bóng đá đó, vua phá lưới luôn, là ổng trước giải là ổng bị gãy tay tập luyện á, cái ổng băng vô nguyên cái bay trắng luôn, là băng vô đã giải vua phá lưới 6 bàn thắng luôn, cầu thủ Anh á, Gary Lineker, băng cái tay trắng quá, tay trái luôn, băng ngay cái chỗ chị Thơ đó. Thì em dễ coi cho trước giải thấy mấy người người ta hay băng băng cái chỗ này nè. Đúng rồi, băng đá banh mà nên không vấn đề gì. Còn Phi đã an ủi ông đỡ không, cái đó chuẩn là em mong hy vọng là không mổ gì hả ha. Em sẽ nói chị bác sĩ sẽ hỏi mổ như nào á, tại bác sĩ lúc nào cũng cầu toàn, giống như bác sĩ bắt bên mổ đó. Em nói thôi từ từ để ba về, tại vì thật sự bạn của em á là bị nặng hơn Bi nhiều, mà bác sĩ cũng gây mỏi mà nó tự tập. Ủa, Bi nó bị gì? Su Bin nó bị đứng lên, nó cũng đứng lên cái bị gọi là rách sụn, và giống như có thể là đứt dây chằng á, đầu gối, đầu gối chân cái đó, xui thôi, mình đâu có biết được. Nên nó vẫn đợi ba về để ba tập với nó, đó. Bác sĩ cơ mổ luôn, mà từ từ, đó mình sẽ xử lý một lát nữa bác sĩ nói như thế nào. Sẽ làm chuẩn vừa phải thôi, có gì đâu, không phải chuyên nghiệp đâu. Rồi để em dẫn chị Thơ ra. Không, chị Thơ vẫn xử lý được, nhưng mà cố gắng cố định. Chị Thơ không đau đúng không? Đau nhẹ hả? Đau nhẹ là chứng tỏ nhúc nhích đó mới đau. Nhúc nhích đó, em biết tổn thương á. Ok rồi đó, nó không có đến nỗi láo loạn trong đó. Từ từ để mình giữ rõ. Anh Huy đứng ra, đừng có nhúc nhích nha. Rồi đưa chị My giữ rõ. Ok, điện thoại trong này nè, điện thoại nè. Đúng rồi, thì đúng rồi hả? Sợ có điện thoại rồi trong đó. Để em giữ cho chị My. Dạ ok, bị đeo người đi. Dạ em đeo vô. Rồi bây giờ là đưa bà Tám vô bệnh viện xử lý. Thật sự là theo kinh nghiệm của mình chơi thao chấn thương vậy thì hy vọng không phải mổ. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.